Hello các con vợ nha, mình lại đang sửa cái phòng ngủ. Phòng ngủ cũ thì nó không được chí mừng cho lắm, cho nên là vợ mình không thích, làm không ưa, không ưng. Bây giờ mình có sửa lại phòng ngủ cho vợ mình và mình, mọi người mà view được không? Nhưng mà cái cảnh này nó gọi là cảnh cảnh đứng hình ấy, cảnh im lặng ấy. Mới biết tòa nhà gì kia, mình đéo biết là tòa gì luôn. Thì bây giờ phòng ngủ mình sửa lại, lắp thêm một tí lan, thay hết giường, thay kệ, thay tắt đầu giường. Cả một buổi chiều, buổi trưa luôn đấy. Đấy, gọi là 3 giờ trưa, làm xong rồi. Được chưa? Ngôi nhà là nơi bình yên nhất, ngủ thì không gian cực kỳ quan trọng. Rồi, vào việc nha các bạn nha, đẹp chưa? Các bạn ra nhìn chim mơ không? Nhìn vào view này được không? Rồi, ôi, dáng ai kia. Em Vân Chicago. Thôi, bye các bạn nhá, đến giờ mình giả bài đây, mở bát vào việc đây. Quên, đố các con vợ ở phòng ngủ là mình làm hết bao nhiêu tiền? Một đoạn lan, hai tắt đầu giường và một giường nha.